chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử Hồng Kông. Tên với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tuấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em? Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời, sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tầm đi vào cô ấy không à. Ôi mình nghĩ là làm sao hút được này ta. Làm sao mà hút nữa. Làm sao mà hút được. Rất đàn ông nha. Rồi, thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu dạ, không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghĩ em, xong rồi cái em cũng nghĩ ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghĩ nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh ở đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó làm sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Hai đứa đến với nhau kiểu định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình, em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết thì ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng con này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ bị ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó, tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm 1 năm em ha.
Một năm. Đúng, một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử à? Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi, mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh người ta rồi, hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Rồi dạ. Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi, bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại, không muốn ở với bạn này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá, ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen hết. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc à em điệu này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ điệu ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia. Nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, còn nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi thấy khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận là đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại, em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này, kiếm vòng vòng ngoài đường á. Trời ơi. Nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi con khóc quá trời khóc luôn cô ơi, con không ăn không uống gì hết trơn. Mà
Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn đó cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi. Nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó mà... Bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó con. Tức bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ tại đánh vì... gấm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tơi quá tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính mà bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi khóc nhè, khóc nhè hoặc là không kiên trì nè, khóc nhè nè. Dạ. Xong xuôi thì bạn ủa sao khóc thì em thích khóc vậy đó ở ngang á. Tuy mẹ chồng không có luôn, đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó là, thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Đấy là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đi đó. Đó từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Quê quê gọi bằng thím. Gọi bằng thím. Bằng thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng
cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè, cái con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người trong nhà luôn. Em quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm, mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian con anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Một tuần hay là một tháng sau bác sĩ bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của Tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cũng được, có thôi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi nhưng mà... học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc.
Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay, nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Và mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết. Không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở út mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tụi nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm, biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Đến khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước làm cha. Con ngủ, cái bố đeo tai phone mà quay mặt vào tường đi ngủ. Con khóc bố đeo tai phone quay mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, dạ. Bây giờ thì khác, nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mà mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, dục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới không gian. Kỳ cỏ. Tắm dưới dưới gian. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm, nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Đúng nhại rồi. Lại đó, thường con chửi. Con chửi như nào, con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là, một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại.
nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy chỉ cần nói câu xin lỗi vợ thôi như nào thôi, đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong thông công cảm việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng tự sẽ có chị một có cái sự điều chỉnh, ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết, thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt và như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. À, xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kiều Nhi, năm nay em 20 tuổi. Nhi đang làm gì? Dạ, hiện tại là em đang làm bên tư vấn bán hàng. À, thế còn chú rể? Em chào anh Quốc Thượng và chị Hồng Vân và các quý vị trong trường quay. Em năm nay 21 tuổi, tên Chí Hùng. Chí Hùng? Chí Hùng. Dạ. Ôi, sao mà vợ chồng trẻ dữ vậy? Ừ. Hùng đang làm gì ạ? Dạ, em đang là thợ mộc, trang trí nội thất. Tụi em là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn luôn anh. Cái câu chuyện ban đầu của tụi em như thế nào? Kể anh nghe đi. Dạ, lúc đầu thì em, lúc đó là em kiếm Zalo gần đây á, thì em thấy nick của chồng em á, để cái status đó là cần tìm người yêu. Cái xong cái em kết bạn, xong em mới nhắn tin vô em nói em làm người yêu anh được không? Thì cái ảnh chấp nhận thì ảnh cũng nói chuyện nhắn tin qua lại khoảng chừng một tuần sau á. Rồi tụi em mới đi trà sữa. Trời, rất tin Zalo xong đi trà sữa. Cái lúc mà đi trà sữa thì vợ em có dắt thêm người em sinh đôi. Dạ. Sinh đôi hả? Con em sinh đôi. Dạ có. Dạ, xong rồi vô trà sữa thì nói cũng nói chuyện là vợ em hỏi là có biết là ai không. Thì qua hình ảnh thì em cũng nhận ra vợ em là người đó. Xong rồi nói chuyện với nhau một lúc, xong rồi vợ em kêu là chở em của vợ em về nhà. Xong rồi hai đứa đi chơi. Ủa nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau trên Zalo đó thì em á, em có thấy hình của cái cô này không? Dạ có. Lúc đó thì vợ em có để anh đại diện. Mà người thật có giống trong hình không? Có dùng 360 được không? Dạ không anh, nói chung là dùng người thật. Mộc đúng không? Nói chung là mộc. Mà giống nhau y chang không? Dạ giống vậy. Ra là em nhận được liền không? Tại vì sanh đôi sao mà em nhận được liền hay vậy? Ông cũng có nhiều nét khác nhau chứ mình dòm cũng phải biết gì. Vậy hả? À. Không, tại vì lúc ảnh về sau này cưới về ảnh mới nói là ảnh nhận em, tại vì lúc đó lúc đó là vòng một em khủng. Trời ơi. Cái gì? Thì bao lâu thì hai đứa mới là bắt đầu yêu nhau? Cái thời gian thì ảnh tán tỉnh em á thì giống như là lâu thôi. Quen thì quen nhanh lắm. Quen thì khoảng tháng mấy là thèm cưới. Tháng mấy cưới vậy hả? Ủa nhưng mà sao mà quyết định lấy chồng sớm quá vậy? Dạ cái đó là tại bác sĩ kêu tụi em sớm. Vậy hả? Non nớt dại khờ quá. Lẹ quá. Nhưng mà trong cái thời gian quen nhau có xung đột, có cãi vã nhau không? Cái đợt mà em với anh gặp sau vụ trà sữa là tụi em quen có một tháng. Cái em thấy anh này không hợp nói chuyện, tại vì em thì nói nhiều, còn ảnh thì ít nói lắm. Ảnh lạnh lùng, nói chung ít nói lắm. Cái em mới thấy chán quá, cái em không quen với anh nữa. Bẵng đi 3 tháng sau á, cái lúc đó là Trung Thu, em mới nhắn tin rủ anh ra công viên nói chuyện. Cái xong cái ảnh đang ngồi nói chuyện với em, mà ảnh cầm cái điện thoại, ảnh nhắn suốt. Em không biết nhắn với ai luôn. Cái em mới bực mình quá, em giật cái điện thoại của ảnh. Cái em thấy tin nhắn với một người con gái khác. Mà trong khi đó là lúc đó là trong thời gian nó cua em mà em không chấp nhận, mà như kiểu là em không thích độ của em mà em không xài là em không xài là em không muốn người khác xài. Trời, tính tốt ghê luôn. cái lúc đó em mới bực quá, em lấy cái điện thoại của ảnh, cái em gọi vô cái số đó, cái em mới nói ủa bạn là ai vậy? Mình là bồ của anh Hùng nè. Cái xong cái bạn đó cũng ngạc nhiên. Cái xong cái khoảng chừng tiếng sau cái bạn đó kêu anh của bạn gọi lại chồng em. Lúc đó gọi họ nghị chung á là 4 người. Cái hỏi chồng em á là giữa em với lại em gái của ảnh á chọn ai. Cái chồng em suy nghĩ một hồi á thì
nó là mới chọn em. Cô kia là em quen trong thời gian mà bạn này chia tay em đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi xong rồi lúc cũ có khóc dữ không? Dạ không, tại vì cái lúc đó thì em với bạn gái đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ gặp nhau đi chơi uống nước đồ này nọ thôi. Vậy mắc mớ gì xong trong khi ngồi kế bên vợ mà nhắn tin, không lo nói chuyện vợ đi mà mới quê. Cảm thấy không có tôn trọng em. Mới quê là phải đắm đuối rồi ha, mà tự nhiên ngồi nhắn tin là sao? Thì cái lúc đó nói chung là cũng một phần nữa là em muốn coi cái thái độ, cái cảm giác của vậy mà sao á. Thiệt không? Tại vì cũng 3 tháng gặp á thì vợ em hẹn em ra. Xong rồi em cũng không biết là hẹn ra có việc gì, xong rồi em mới nhắn về em thử coi đó, cảm giác nó ra sao. Thì lúc đó thì không biết là có phải ghen hay không, nhưng mà vợ em giật điện thoại em gọi cho người kia. Xong rồi từ lúc đó thì bắt đầu em mới quyết định là chọn vợ em bây giờ. Là chọn. Rồi sau đó thì như thế nào? Hai đứa có lúc quen nhau á, quen nhau rồi có đưa nhau về gia đình không? Gia đình hai bên hay không? Dạ sau cái đợt đó thì cái buổi tối đó thì cái ảnh chở cái ảnh hai đứa đi ăn chung nhau, cái ảnh nói chuyện về dưới quê của ảnh á, quê ảnh có cái gì vui vui á, cái em thấy trời sao vui dữ vậy, cái xong cái em kêu thôi hay là anh chở em về quê anh chơi đi cho em biết sao. Cái thì lúc đó hai đứa cũng đi xuyên đêm luôn. Đi xuyên suốt 6 tiếng đồng hồ xuống Cần Thơ luôn. Đi về à, đi xe máy. Dạ quê em Cần Thơ. Đi xe máy hả? Dạ. Có nghỉ vô đường không? Dạ gần tới thì nghỉ. Cái gần tới nghỉ. Dạ lúc đó nghỉ là về tới là 2 giờ mấy sáng là tụi em thuê nhà nghỉ. Cái đó là nghỉ. Cái đó là đêm ta kể đi, tôi biết ông hỏi gì rồi đó, mệt ghê. Cái đó kể là tiếp đi cơ. Cái đó là đêm kinh hoàng với em. Đêm kinh hoàng đó là lúc đó thì nghỉ thì em lúc nào em thay đồ tắm rửa xong em nằm, cái em với ảnh vẫn nằm riêng lúc đó là chưa có gì hết á. Cái tự nhiên em đang nằm em thiêu thiếp ngủ, cái tự nhiên ảnh cứ ôm em, cái xong cái ảnh cứ đụng chạm với em hoài mà em không có thích. Cái em mới đẩy ảnh ra ngoài, cái tí nữa anh cứ đụng hoài bực quá em quăng gói xuống giường, em mới nói giờ anh ngủ đây đi, em xuống dưới đất em ngủ. Cái xong anh mới nói thôi em lên ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Mà em nằm tới sáng em đâu có ngủ được đâu, em phòng bị. sợ hả coi như nguyên đêm không ngủ. Nói nghe nè, rồi cái buổi tối hôm đó lúc mà nguyên đêm mà vợ em không ngủ để phòng hờ em á, thì em cảm giác em sao? Chúc là cái đêm đó là nó cũng bực bội em người em chị. Bực bội nhưng mà xong có thấy thương vợ hơn không? Dạ có chị, tại vì có bực bội nhưng mà thấy vợ em vậy thì em cũng tôn trọng. Nên em không có làm gì xong nên ngủ thôi chứ không có đụng chạm gì tới nữa. Rồi đêm đó sẽ là cái đêm mà để mà mình nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ phải lấy cổ nhiều hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi cái sự cố gì mà tại sao phải lấy sớm? Bác sĩ nói là nói sao? Là ở đâu? Em nhớ là đó là ngay bữa mùng 2, mùng 3 Tết vậy. Là em chở vợ em đi xem phim. Xong rồi về nhà, xong rồi cái về xong cũng mệt, xong rồi hai đứa mới vô phòng nằm nói chuyện. Phòng nhà nào? Phòng của vợ em, ở nhà vợ em. Rồi xong rồi vô đó nói chuyện thì nói chung là vô đó thì lửa gần gơm á, thì cái gì nó xảy ra nó tới. Nói chuyện rồi cái đầu hồi mệt quá không nói luôn. Lúc mà phát hiện là em có tin á, em cũng hoang mang lắm. Cái em gọi ảnh mà anh cũng hoang mang lắm, kêu ảnh vậy tính sao anh. Cái anh nói để anh suy nghĩ. Rồi lúc anh báo với ba mẹ anh sao? Thì mới đầu thì em hoang mang lắm, em chưa dám nói với ba mẹ đâu. Xong rồi em mới gọi điện về hỏi ý kiến của chị. Tại vì lúc đó là em là thân thiết với chị nhất. Xong rồi chị mới hỏi là nếu mà lỡ như vậy rồi đó. Xong rồi hỏi em có thương vợ em không? Thì em nói là có thương thật. Xong rồi chị em kêu nếu như vậy thì nói với ba mẹ, để ba mẹ qua bên nhà thưa với ba mẹ vợ em. Xong rồi hai đứa tiến tới hôn nhân. Lúc ba chồng em qua là lúc em mới gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp. Mà cũng ba mẹ chồng cũng nghiêm lắm, lúc mà qua hỏi á cũng em cũng sợ lắm, em cũng không dám nói gì á. Tới sau này như em cũng khó gần bên nhà chồng ấy lắm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì nói chung là bên nhà chồng em cũng ít nói á, nên không có gần gũi thân thiết lắm. Ủa vậy là giờ hai tụi em ở đâu, ở riêng hay là ở chung? Bây giờ là hai đứa em ở bên nhà vợ em. Ở bên nhà vợ, ở trên đây, ở đây. Dạ, dạ, ở thành phố. Dạ, cũng cách nhà chồng em 300m rồi. Tụi em đến nhau là được 1 năm, 2 năm, 2 năm, 2 năm rưỡi. Rồi về ở chung với nhau là còn quá trẻ như vậy.
đúng không? Bị có những cái chuyện xung đột hay là có những cái chuyện gì chưa hiểu nhau, nó trắng là có tật xấu gì lòi ra không? Tật xấu của anh cũng nhiều lắm mà. Ở dơ là ghê nhất. Anh về mà người ngợm anh bụi không à. Em kêu tắm đi rồi muốn vô phòng nằm. Cái anh cứ để mặc nguyên bộ đồ vô phòng nằm. Cái em phải nói hoài mới đi tắm. Rồi đồ đạc, cái đồ đi chơi riêng, đồ đi làm riêng. Em để mà anh mặc tùm lum hết, kiết là đồ nào cũng thành đồ đi làm hết á. Ở dơ. Tóm lại là ở dơ. Rồi còn gì nữa? Nóng tính, cọc tính lắm chị. Thí dụ em đã nóng tính rồi, ảnh còn nóng hơn em nữa. Cái lúc mà em nóng tính là em chọi đồ rồi, ảnh còn chọi đồ còn hơn em nữa. Coi như ảnh chọi đồ nặng hơn em nữa. Em chọi mà em lựa mấy cái rẻ tiền em chọi. Anh chọi rồi liền điện thoại không à. Trời ơi. Rồi bây giờ vợ em là kể thật xấu của em là chỉ có 2-3 cái nè. Còn vợ em có tính xấu không? Chút là cũng có vậy, tại tính của vợ em là nhiều khi nông nổi quá, với lại bồng bột, cứ nghĩ cái gì là làm mà không có biết suy nghĩ, lại nóng tính nữa. Nói lại cũng gây lộn thì sao? Gây lộn thì hai vợ chồng em gây lộn ít khi nào mà giận nhau quá một ngày lắm vậy. Chỉ gây nhau xong rồi một vài tiếng sau là hòa thôi. Có cái đợt em gây lộn với ảnh á, cái buổi tối đó ảnh có mặt cái quần tà lõn à, cái em đuổi anh ra khỏi nhà buổi tối nữa, không mang điện thoại mang tiền gì á. Anh cũng tức mình, cũng nóng tính, cái sách đít đi ra khỏi nhà luôn. Sách đít đi ra khỏi nhà luôn. Mở cửa ra luôn, cái xong mẹ mới nói sao mày ác như vậy. Mà em chưa kịp nói, anh đùng anh đi à. Cũng khoảng hơn nửa tiếng, anh đi lâu á, hơn nửa tiếng mới mở cửa đi tiền. Em thấy anh đứng bên ngoài hiên á, cái anh ôm người vậy nè, anh lạnh. Lúc đó... Nước mắt nghiệp, tội nghiệp không? Lúc đó em thấy tội nghiệp lắm, mà em cũng thấy mắc cười lắm. Tại vì cái tôi anh cũng cao lắm. Em nóng tính, anh còn nóng hơn em nữa. Cứ nghĩa là em giận, em tức, em đuổi anh đi vậy đó. Thì có khi nào mà em á, ngược lại, em giận, em tức quá, em không cần đợi đuổi, em bỏ đi luôn không? Có. Ảnh kiếm em không? Có, anh kể đi anh. Kể đi. Cái đợt đó là hai vợ chồng em cãi nhau á, xong rồi vợ em xách em bỏ đi. Xong rồi, dắt đó hình em nhớ là 9-10 giờ đêm vậy á. Đi nhưng mà một phần cũng là muốn em đi kiếm. Phải nhắn tin cho em, kêu là anh đi kiếm em đi, anh biết em ở đâu không? Trời ơi. Đúng là tôi tin à, người vợ tôi tin cô bé. Xong rồi em cũng xách xe đi kiếm vợ em qua nhà bạn á. Thì em vô em hỏi bạn em là có vợ em đây không, thì bạn cũng che giấu nó là không có, nhưng mà có cái là giấu đầu lòi đuôi anh. Xe dắt vô nhà nhưng mà ở ngoài á, đôi dép đó thì để ở ngoài à. Xong rồi em mới kêu là ở trong nhà thì ra đi về đi, để tối chứ lại để con ở nhà nữa, nó đòi em không, nó khóc bắt đầu. Xong rồi vợ em mới ra thì em chở vợ em về. Quê luôn. Về mẹ em chửi quá trời luôn. Nói chung là mẹ em thương lắm. Cái diễn binh ảnh á, ăn diễn chửi cho con, chửi cho chồng em. Rồi hả, thương còn hơn em, nhiều khi em thấy ganh tị luôn á. Gia đình em thì thương ảnh vậy, nhưng mà gia đình bên ảnh á thì có đối với em giống như vậy không? Dạ không. Lý do? Tại chắc gì họ khác. Em không biết nữa, mà em nói chuyện thì không hợp với bên gia đình chồng em. Nhiều khi em cũng buồn lắm. Em nói với chồng em á là em sao không được á, mà em thấy tội con em. Người ta có bà nội, ông bà nội quan tâm, mà con em không có. Nhưng mà em có biết lý do tại sao không? Không, tại vì gia đình ba mẹ em là nào giờ nó vậy. Nói chung là đối với những cháu kia cũng vậy. Tại vì nhà đông anh em với lại đông cháu á, nên tới 8 người tình chị cảm nó cũng không có được nhiều. Với lại một phần là em cũng xa ba mẹ từ nhỏ, nên cũng không có thân thiết nhau lắm. Bây giờ thực ra em nếu như bây giờ em hình dung là nếu như ba mẹ chồng em coi cái chương trình này á, thì em muốn ba mẹ chồng em hiểu nhất cái điều gì? Thì con muốn á, là được ba mẹ quan tâm tới con của con nhiều hơn. Tại nhiều khi á, ra ngoài đường á, thấy người ta, ông bà nội á chăm sóc cháu á, con cũng ganh tị lắm. Nhiều khi á, thì con cũng có nói mấy cái là bất bình á với mấy chị. Nhưng mà tại lúc đó là con cũng hơi nông nổi. Con cũng mong á, qua chương trình này á, cái tình cảm á, của ba mẹ dành cho con với là anh chị á, cũng sẽ được cải thiện hơn. Chị thấy về nè, em đang ở trong một cái môi trường với gia đình em, thì tạm thời bây giờ em chấp nhận cái
cái cuộc sống đó, cái hạnh phúc đó với ông bà ngoại trước. Rồi em sẽ, hai vợ chồng sẽ có cái cách mà tiếp cận từ từ với ông bà nội. Em phải thông cảm với ông bà nội, thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là thực ra cái người con này cũng sống ở xa ba mẹ rất là lâu, đúng không? Dạ. Thì đối với tất cả các cháu ông bà đều như vậy, chứ không phải là đối với riêng con của em. Thì thành ra là em cứ tạo cái mối quan hệ đó với ba mẹ một cách từ từ, tiếp cận từ từ, tất cả là do em hết. Dạ. Hiểu không? Còn á, về phía gia đình của Hùng, của Hùng á, thì nhân đây thì cũng gửi lời đến hai bác là khi mà dâu đã bộc lộ hết và tâm sự sẽ chia hết với hai bác về cái tình cảm của con dâu, thì vì các em nó còn nhỏ quá, nhiều khi cái cách cư xử, đối nhân xử thế nó chưa có được chững chạc, nhưng mà hai bác thông cảm và cũng các anh các chị thông cảm là các em nó còn nhỏ quá mà nó phải gánh vác một cái cuộc sống của một người trưởng thành đó, đã phải chăm con nè, đã phải tự bươn chải để mà lo cho cuộc sống gia đình nhỏ, thì có những điều gì mà chưa vừa ý thì bác cũng như các anh chị chăm trước bỏ qua cho con dâu, cho em dâu. Thông qua cái việc đó thì cũng Hùng sẽ bớt khổ, là mong là mọi thứ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Dạ, cảm ơn chị Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Trời, bữa nay chương trình được tiếp toàn những cặp vợ chồng son mà đúng nghĩa luôn á. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Thùy Nhung. Về hiện tại em đang là kế toán của một doanh nghiệp tư nhân tại Vũng Tàu. À. Dạ. Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi ạ. 25 tuổi. Ừ. Thế con em. Đầu tiên chào Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào khán giả trường quay. Em tên là Minh Nhật, hiện em năm nay 25 tuổi. Ừ. Hiện đang làm kỹ sư dự án ở tại Vũng Tàu. Wow, hai bạn ở Vũng Tàu. Dạ. Lên đây rồi hồi nào? Dạ, tụi em dạ, lên chiều hôm qua. Chiều hôm qua. Tôi cái chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Buổi đó là buổi đầu tiên nhập học. Ừ. Thì em là người ngồi cuối lớp. Thế là bên mấy bạn nữ từng lượt lần lượt đi vào lớp. Ừ. Thì ngay lần đầu em gặp vợ em bây giờ là em đã biết là giống như tình yêu sắt đánh anh. Là em đã bắt đầu lên kế hoạch ngay từ thời điểm đó. Wow. Chắc có lẽ là tập làm dự án luôn rồi đó. Chắc có lẽ là trong lớp là vợ em là xinh nhất luôn. Đối với em là xinh nhất. Ừ. Vừa bắt đầu lên kế hoạch của cô này. Đúng rồi. Là ngay tuần đầu tiên luôn. Ừ. Là em đã viết thư là làm quen. Ừ. Em là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Ừ. Thì ý em là làm đây làm người yêu chứ không phải làm bạn. Ừ. bạn trong lớp. Ừ. Nên là vợ em cũng là nghĩ ngược lại, nghĩ là làm bạn thân thôi. Ừ. Nên là đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Nên là qua tuần sau là một bức thư tiếp nữa tỏ tình là làm người yêu, lần này em nói thẳng là làm người yêu luôn. Ừ. Thế là vợ em kêu là không đồng ý. Vợ em kêu là sợ bị thầy cô phát hiện là bị đuổi học, rồi sợ không học được, sợ ba mẹ buồn biết rồi sẽ la. Nhưng mà em nghĩ là yêu thì học vẫn học được, có sao đâu. Thế là em học cho bạn ấy thấy. Thế là em vừa quen, vừa thích bạn ấy, vừa học. Thế là kết thúc được năm học 11 này được đứng nhất lớp. Ừ. Thế là em viết một bức thư tỏ tình cuối cùng nữa. Trời ơi, bức thư đó ba. Dạ, tổng cộng 3 lần anh. 3 lần á? À, dạ. Bức thư tình thứ 3. Thế là bức thư cuối cùng thì em gọi là lần này là gọi là lần cuối cùng rồi. Lần này mà vợ em mà không chịu đó là thôi em bỏ cuộc. À. Thế là em biết nên thì vợ em quay xuống lườm anh một phát. Ủa nhưng mà cái hành động lườm là ý gì em? Dạ thực tế là cũng trong cái năm đó là cũng có thích rồi. Ừ. Nhưng mà chắc là tại mình không biết ạ. Dạ xong rồi cái lá thư cuối cùng đó khi mà chồng em gửi cho em á thì em viết lại cũng một lá thư như vậy. Cũng dài. Ý là cũng có trách là cũng kiểu như là em có thích mà tại sao không biết. Ừ. Xong rồi em viết thư đàng hoàng là kêu là dễ hiểu hơn là cho mình bù đắp lại. Ừ. Thì xong rồi bữa đó mới quen nhau. Dạ. Ừ. Rồi đến bao lâu thì mới dám được công khai? Dạ, tụi em dạ. Chính thức quen nhau là ngày 30 tháng 3. Ừ. Cho tới ngày 30 tháng 4 là đúng một tháng sau là bữa đó là được về lễ. Ừ. Thế là em cố tình đặt xe chung về. Là trước giờ ta chưa chung bây giờ cả. Ừ. Là em sẽ lên kế hoạch là lần này sẽ ráng để nắm tay được bạn này lần đầu tiên. Ừ. Thì lúc em lên xe cho tới lúc về nhà là 5 tiếng đồng hồ. Em ngồi mà tay em cứ đưa qua cái sợ quá. Thì lúc về hồi hộp. Dạ.
cho tới lúc mà gần về tới nhà, lúc đó máu liều nó lên tới não rồi. Chạy tới đâu chạy. Thế là em mới đưa tay em lên tay bạn ấy. Lúc đó tay em nó ướt, mồ hôi nó đổ ra. Dạ. Em nắm xong gọi là tinh thần nó lên mây rồi. Là xe chạy qua khỏi nhà em không biết luôn. Chạy đó. Chạy luôn. Không biết luôn. Nhà đứa Đà Lạt hả? Dạ. Dạ. Xe chạy qua nhà. Công tâm dám. Dám ông cũng để yên luôn đúng không? Tại lúc đó nửa đêm rồi mà chạy qua nhà chắc khoảng mấy cây số, hai cây số phong xong rồi phải đi bộ về. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Wow. Trong quá trình học đại học thì em cũng có một lần được gặp bố vợ em. Thì bố em mới dặn em luôn là giờ chỉ quen nhau chơi cho biết thôi, chứ mà muốn tính tới thì hãy đợi ra trường hãy tính. Dạ. Thì vợ em vừa ra trường là em tính luôn. Tính luôn là cưới được nhiêu rồi cưng? Đến nay tụi em cưới được 1 năm 6 tháng. 1 năm 6 tháng hả? Em có bao giờ mà em im lặng mà em khóc không? Dạ có, là lần gần đây nhất, cách đây khoảng gần tháng á. Cái lần cãi nhau là phải nói là lớn nhất của hai vợ chồng á. Là có liên quan tới em bé ở trong bụng em. Dạ. Em đang có em bé? Dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Ôi, chúc mừng em ha. Trời ơi, là mấy tháng rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi. À. Đâu kể chị nghe coi, cái vụ đó liên quan sao? Dạ là tại vì mình có bầu là cái da mình nó hay bị khô với lại dễ rạn á. Thì em có xài cái kem dưỡng thể. Thế là bữa đó tự nhiên chồng em thấy em bôi thì em tự nhiên mới kêu là không được xài nữa. Xong rồi em mới im kêu là tự nhiên tại sao lại không được xài. Rồi mình cũng im, mình cũng bực dọc vậy á. Thì đâu phải là mình xài mà không, mình không tìm hiểu gì đâu. Thế là im từ đó tới cái lúc mà cãi nhau chồng bực lên kêu là ủa em không có thương, ý là thương con hả? Tại sao em xài mà em không tìm hiểu gì hết vợ? Rồi con nó bị gì sao? Rồi em có biết là trong bụng em là con của anh không? Thế là lúc đó em càng tức nữa, càng bực, nhưng mà cũng không nói, bực là ủa chứ anh nói vậy là con anh trong bụng em, là anh thương con anh chứ không phải thương em đó hả? Ý là vậy. Nên lúc đó mình mới bật khóc luôn ạ. Em khóc được hồi thì chồng em cũng khóc theo. Kêu là lần đầu làm ba. Dạ lần đầu làm ba nên vậy. Thế là hai vợ chồng nói qua nói lại được hồi, tại vì em khóc em nhiều, em ức quá, thế là em cũng nói ra được. Thế là chồng lúc sau mới ôm vào lòng rồi dỗ. Dạ. Thôi, dỗ và được rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho khán giả nghe đi. Dạ. Như là tật xấu của chồng em có nhiều. Thì tật xấu thì cũng có, nhưng mà cái mà làm em sợ nhất đó là cái nóng tính của anh thôi. Dạ. Nhiều khi ảnh nóng mà không có làm gì mình á, nhưng mà mình rất là sợ. Dạ, sợ lắm. Nhưng mà lúc chồng em nóng tính thì cái biểu hiện của chồng em như thế nào? Đập đồ? Dạ thì hay là tự đánh nó cầm thân mình? Cầm cái gì là đập xuống. Dạ. Đập xuống. Dạ, nếu mà đang ngồi trên xe thì đập cái kính xe vậy. Rồi đó coi. Dạ. Rồi có hành hạ bản thân mình không? Dạ không. Thế còn em, bà xã em đó, có thật xấu gì không? Mỗi lần mà em đi ăn với đồng nghiệp công ty chẳng hạn là vợ em lại khó chịu. Giống kiểu như là vợ em theo cái suy nghĩ của em là gia đình hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối rồi thì chỉ có một buổi tối để ăn cơm với nhau thôi, thì tại sao không dành thời gian buổi tối để cho gia đình mà lại sao đi ăn ở bên ngoài. Mà em cũng có giải thích là đôi khi em cũng cần phải phát triển cái mối quan hệ em bên ngoài xã hội nữa. Mỗi lần mà em về em nói là đôi đêm nay anh có việc với công ty em đi ăn ngoài, vợ em lại câu mày lại kiểu như không cho đi. Thì em vẫn đi thôi, em vẫn đi mà em biết là trên đường về là em phải chuẩn bị tinh thần về và xuống nước rồi. Vợ em chỉ có cái tật xấu thôi. Khó chịu khi mà chồng đi ăn mà có bia không? Là có chứ. Nó thì đó, anh nghĩ là chắc vợ em không thích. Dạ, em cũng, uống bia đúng không? Dạ không hẳn, tại vì em muốn là cái gì nó cũng phải, ý là có sự thông báo trước vậy ạ. Giống như là buổi tối đó mình hẹn với chồng là tối đó nấu món gì thật là ngon đi. Nhưng mà tự nhiên về đùng một phát vợ đang nấu vậy kêu thôi tối nay không ăn ở nhà, đi ăn chỗ khác, đi ăn với công ty, thì mình lại bị dạ. Mình bị hụt hẫng. Dạ. Rồi cái mong muốn của em đối với chồng em là như thế nào? Dạ thực sự thì anh ấy là một người chu đáo cho gia đình. Em chỉ mong với anh là bớt nóng tính lại thôi. Dạ. Thế còn em? Trong quá trình này thì em cũng là em cũng biết suy nghĩ của vợ em là nó thích là ưu tiên cái thời gian gia đình nhiều hơn.
em cũng qua chương trình này cũng mong bạn là hãy hiểu cho cái công việc của anh nữa. Thì đừng có ít cằn nhằn lại, bởi vì cằn nhằn nó mau già lắm. Thì đừng có để những cái chuyện buồn như thế mà khiến cho cái nhan sắc mình nó xuống cấp nữa. Ngồi những lúc là trong giai đoạn này đó đúng không? Chị chỉ có một cái điều mà chị muốn chia sẻ với tụi em thôi ha. Ngay thời điểm này ha, chị nói là ngay thời vợ em đang có bầu. Và vợ em là cái người mà thường là im lặng trong cái lúc mà hai chồng gây lộn. Có nghĩa là cái hướng nội của vợ em á nhiều hơn là hướng ngoại. Mà cứ bị buồn hoài hoặc là thiếu sự quan tâm hoặc là bị hay suy diễn á, thì nó sẽ ảnh hưởng tiếp tục. Đầu tiên là ảnh hưởng đến bé, sau đó khi mà sanh xong rồi á, là sẽ rất dễ bị trầm cảm. Thì chị muốn như vậy nè, ở cái thời điểm này cho đến lúc vợ em sanh, về phần em á, em phải nói, em đừng im lặng nữa. Còn em cũng vậy, ví dụ như là cái người mà làm dự án á, đúng là mối quan hệ quá nhiều. Thì đầu tiên là em phải thông cảm về vấn đề đó cho chồng mình. Có những cái đột xuất, đúng không? Nhưng cái đột xuất đó đừng có bị nhiều. Bất kỳ lúc nào có thể dành được thời gian đó cho vợ thì nên dành. Đó là chị chia sẻ với tụi em như vậy thôi. Được mà, đúng không? Được. Được đúng không? Được đúng không? Nên được. Được. Nên được, phải được. Đó. Rồi. Chúc em hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc và cười tươi như thế này ngoài. Nghe. Được im lặng nữa. Chúc cho em bé từng ngày và phát triển thật mạnh khỏe. Nghe. Cảm ơn anh. Và bây giờ là đến phần kiểm tra Húy và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên. Món quà thứ hai đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp tại hệ thống Mầm Gạo Spa trị giá 10 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm dành cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng được áp dụng tại thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại đâu nghe lưng kỹ lại. Câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Rồi hai vợ chồng quay qua. Rồi, hai vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu? Thailand. Sawadikap. Hai vợ chồng bạn thích đi đâu? Biển Đà Lạt. Trời ơi, chết quốc luôn. Người trên núi, người dưới biển. Như vậy là cặp vợ chồng của em sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi màu nào? Để cho màu vàng. Màu vàng. Bên đây màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Rồi mời hai vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng. Nhưng mà đừng mở nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Màu cái gì đếm đi. Một. Hai. Trời. Mời hai vợ chồng chuẩn bị. Đếm nào. Một. Bùm. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng em. Em có thể sẽ làm cho làn da của mình đẹp hơn khi mà bạn em vừa nhận được một phần quà, đó chính là một phiếu chăm sóc da và cơ thể trị giá 10 triệu đồng được sử dụng tại Mầm Gạo Spa. Và cũng chúc mừng cặp vợ chồng của Kiều Nhi đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được chiết xuất từ 100% cao su thiên nhiên. Kính thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đến đây đã hết. Rất mong gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên HTV7. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một món quà bé bé xinh xinh nhưng rất là giá trị đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm dưỡng đặc trị da thương hiệu NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Còn bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai cặp các bạn đâu lưng lại nha. Đâu lưng lại. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha.
Vợ của bạn mang giày size bao nhiêu? Trời ơi, nhớ không ta? Giờ ra 39. Và đây 38. Ông Hàng. Rồi, rớt quốc. Mời hai vợ chồng của MC Quách Tấn An ưu tiên lựa chọn bốn màu sắc này. Chọn đi. Màu xanh. Dạ. Rồi hai vợ chồng tự màu nào? Màu đỏ. Rồi tôi màu hồng. Rồi mời chị Vân. 1, 2, 3 mở. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị khui thùng. Rồi xin chúc mừng cặp vợ chồng tự đã nhận được một miếng cước chui nôi. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Tấn An đã nhận được một phần quà. Đó chính là bộ sản phẩm NOL. À, xin cảm ơn hai cặp vợ chồng đã dành thời gian đến chia sẻ những câu chuyện hạnh phúc đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.